À, tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi trên tất cả các kênh của anh em. Dạ em xin chào chị. Thì ngày hôm nay trước tiên đến đây tụi em cũng xin chia buồn với gia đình mình thì nghe được cái câu chuyện của chị Diễm. Những cái hoàn cảnh của chị Diễm khi mà mất thì để lại hai đứa con. Tụi em đến đây thì cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh gia đình của mình nghe khó khăn đó chị. Thì chị có thể chia sẻ cho cộng đồng mạng biết chị là như thế nào với chị Diễm chị? Chị ruột của Diễm, chị thứ năm, nó Út. Dạ, thì mình cái địa chỉ ở đây là ấp gì, xã gì vậy chị? Ấp Vĩnh Hòa Hưng Nam. Ấp Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Dạ, là thuộc của Kiên Giang. Thì em cũng thấy một số anh em chia sẻ về cái câu chuyện mà rúng động là cái người chồng là ra tay với chị Diễm là tới mấy chục nhát dao. 42 nhát. 42 nhát dao. Vừa đâm vừa chém luôn, 42 nhát. Trời đất ơi. Thì em xin phép chị có thể chia sẻ cho ở đây tụi em biết là cái nguyên nhân lý do vì sao mà lại xảy ra cái chuyện mà kinh hoàng như chị. Như là hai vợ chồng nó ly thân năm mấy nay rồi, nhưng mà nó cũng chồng nó hâm nó hoài à. Vợ thì sáng sớm nó 5 giờ mấy là bữa nào cũng đi bán vé số đặng nuôi hai đứa con nó, chứ đâu có nghề nghiệp gì đâu. Đi bán vé số mười mấy năm nay rồi. Nuôi con nó rồi thằng này không biết nó thù cái gì mà nó hâm hoài đó. Ở nhà cũng khuyên nhỏ em này kêu nó nghỉ bớt đi mà nó đi rồi mới ra tới đầu lộ chặn đường nó đâm chém búa xuống. Trời đất ơi. Là hai vợ chồng ly thân ha. Ly thân năm rồi. Chứ cũng có xích mích gì ha. Là bữa thứ hai đó là ra tòa án là lần ba rồi mà nó không có xuống điện, lần nào nó cũng xuống hết. Là điện cho cái anh chồng đó ha. Có vợ xuống nhưng chồng không xuống. Anh chồng đó năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 50 em. 50 hả chị ha. Và trước đây là hai vợ chồng có lần nào cũng lộn mà to tiếng hay là không? Trước đây là hồi lúc mà mới cưới về đó, là con nhỏ em chị nó có bầu 2 tháng mà nó không hay là thằng đó đó, rồi xong cái nó cũng chém hết lần rồi mà nhỏ này nó chưa, nó không có hay là nó có bầu. Rồi nó chém xong rồi nhỏ em chị nó mới đỡ, thì nó ở sao nó chém tới mình đâu có biết, rồi mới đưa tay đỡ nè, đứt ba ngón tay vậy nè, mới trở lên bệnh viện Hậu Giang khâu lại rồi không bữa hết chó chém ở chổng rồi nó chạy ra đây nó té đây nè đụt à. Rồi xong cái nó đem cái dao cánh vàng ra đâm tiếp mà gãy cái dao cánh vàng à, bữa đó cái dao cánh vàng gãy ra làm hai rồi nó không trúng nữa. Đâm chở đi bệnh viện lần đầu tiên đó, rồi mấy hai chồng mới xảy ra xích mích mấy hồi đó, chứ thằng chồng thì nó làm biếng làm nhác, nó không có chịu đi làm hết trơn. Rồi vợ đi bán số nuôi hai đứa con, rồi đi nuôi thêm nó nữa. Là chắc là ảnh ghen tuông hay sao mới vậy chứ. Vì tại vì em của chị nó cũng còn đẹp mà đi bán vé số thì nhiều người mới chọc thôi, chứ bồ bịch thì chị chưa có biết, không thấy. Nhưng mà lúc mà ảnh ghen vậy, ảnh có về tâm sự gia đình mình là vợ em này cái nọ gì không? Ảnh có nói gì không? Hay là ảnh đi bim lì 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 không? Nó ở đằng đẳng chứ nó không ở đây. À là gần, ở gần nhà luôn ha. Ở chỗ cái lộ quẹo đó. Ở là nhà ảnh ở đằng kia ha. Đi thăng ở đâu có ở chung. Dạ rồi, là cũng gần nhà mình, cũng gần sát bên luôn. Là cái ngày mà xảy ra cái sự việc đau lòng đó là hôm qua hả vậy? Hôm qua, sáng lúc mấy 5 giờ mấy sáng, 5:40. 5:40 sáng. Là hình như 6:10 là nó mất luôn. 5:40 sáng là chị ở gần đây không? Chị Tú có dưới thứ 1 á, rồi chị thứ 3 mới điện, chị mới chạy lên liền. Dạ, chạy lên lúc đó là nằm ở đây ha, còn không, đưa đi rồi. Đưa đi lên Hậu Giang chở là tới cổng bệnh viện nó tắt thở rồi. Chắc là nhiều vết thương quá rồi, chắc mất máu rồi, chịu lúc nổi. Như bỏ lên xe cái nó thôi chở em về đi, em mệt quá. Là lúc đó là chị nói được con câu nói đó. Được đó, đó là nói là chở về đi mệt đó hả chị ha. Rồi như em cũng nghe là trong ngày hôm qua thì lực lượng chức năng cũng bắt ông kia bắt rồi. Bắt dính rồi, bắt dính lúc 3 giờ chiều. Dạ. 5 giờ sáng nghe án rồi. Em nghe nói là ông cũng chạy vòng vòng cũng trốn nhiều nơi á. Không có chạy xa mà nó núp trong nhà người ta rồi nó lặn dưới mương vậy đó. Quá trời. Khủng khiếp vậy trời.
Chị xác nhận lại là đúng 42 dao luôn hả? Ừ, người ta khám nghiệm tử thi người ta nói mà. À, nó làm bằng khám nghiệm tử thi. Tại vì hôm qua em cũng có nghe người nói mười mấy dao, người nói 20 dao. Mười mấy dao là trên lưng này nè, nó té xuống rồi là nó chém búa xua đó. Mười mấy dao trên lưng té rồi. Nằm xuống rồi. Rồi cái ốc này một đường dài nè. Quá trời tàn nhẫn rồi các chị. Còn nghe nói cái anh chồng của chị bị sát hại là uống thuốc sâu không chị? Có không? Không có uống, phải uống nó chết rồi. Nó dĩ hù rồi. Nó còn uống sữa uống nước được mà vậy uống thuốc sâu. Chuẩn bị trời ơi. Vậy vậy chuẩn bị sữa với nước ở trên để trên bàn luôn hả? Không có, chốt nhà người ta đó. Người ta đi về người ta mở cửa vô rồi thấy nó người ta giật mình, người ta đâu dám la. Rồi cái nó kêu đi mua sữa giùm nó với mua nước đi rồi bà này vừa đi rồi lại báo công an. Báo công an chứ đâu có để. Chứ la lên cấp đó là nó đâm bả hay sao? Bả đâu dám la. Vô nhà dân trốn rồi khống chế người dân, bắt buộc người dân phải tiếp tiếp tế lương thực cho mình. Khống chế nhưng mà người ta kêu vậy thôi, vô thấy thôi, nó mua giùm thôi, mua giùm thôi chứ phải khống chế. Mượn đi mua giùm người ta đi bắt mang thôi. Đương nhiên đã thấy sát thủ rồi ai mà dám làm gì? Rồi cái công an vô đó nó mới nhạo xuống sông, lội sông mà nó không biết lội đó. Nó giữa sông chết hụt đó. Không biết lội mà vẫn cố nhảy luôn. Chứ công an gượng thì chạy thôi chứ. Thì nói là bây giờ chị Diễm như vậy rồi còn lại hai đứa con. Thằng lớn nó 16 tuổi, còn nhỏ nhỏ mới 3 tuổi. Còn đi học không vậy? Thằng lớn hả? Thằng lớn mới sau còn. Đâu chị kêu bé nhỏ ra. Bé nhỏ. Ngọc à, Ngọc. Ngọc. Nhà này gì năm nó nghe nè con. Bé 3 tuổi nó không có đi, nó không có đi học, cha nó bắt dành, không gãi đâu đi học đâu. Bé 3 tuổi này là cha dành hả? Cha dành, nó đâu cho về đây đâu. Con dẫn đi dài dài xin cơm ăn đâu, nấu cơm cho nhỏ ăn đâu chị. Cũng nhồm nhách nè. Đi đi chưa gì năm nó nghe nè. Gì năm nó nghe chút xíu gì năm mua đường vòng quay cho con nghe. Rồi em xin phép chị em hỏi là nhà này là của chị Diễm à? Nhà của mẹ của chị Diễm, mẹ chị Diễm mất rồi để lại cho chị Diễm ở. Rồi giờ bây giờ chị Diễm mất rồi còn ai chăm sóc mấy đứa bé này không? Còn mấy gì chứ giờ ai giờ? Rồi ở nhà không còn ai hết, ông bà không còn ai hết hả? Không, ngoại mất hết rồi giờ vẫn còn mấy gì với cậu. Rồi trời. Rồi hôm qua nay cái vụ gì xảy ra vậy anh em? Mình nói có ai qua không? Hồi lúc ngoài kia công an ăn kết thì có anh thứ hai thứ ba về lại đó. Anh thứ hai thứ ba về lại đó rồi hình như giấc chiều á liệm xong có anh ở trên phường 7 xuống đó mà chị không biết tên gì. Bé nhỏ tên gì anh quên? Ngọc. Ngọc. Ngọc, lại chú nó nghe nè con. Lại dì Năm nó nghe nè, chút xíu dì Năm đi mua vòng quay cho con nghe. Rồi mua ba cái. Mẹ con đâu rồi? Trời. Sao chết? Mẹ sao chết? Hả? Sao chết? Ba tâm mẹ đó con. Sao mẹ sao mất? Không biết gì đâu. Mẹ sao mất nói cho chú nghe coi. Dạ mẹ con đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ nằm đâu? Mẹ nằm đâu? Mẹ nằm ở trong con này. Kể đó. Ba mẹ nằm trong hộp. Dạ mẹ mất rồi con ở với ai? Hai đứa con. Con ở với ai? Ở với cà chua, ở với dì Năm. Chua. Bé học nào ra tới 3 tuổi. Rồi mình làm đám gì chi phí đâu gia đình mình có ổn định không chị? Không biết thì tới đâu lo em nó tới đó chứ chị. Nó cũng bất ngờ quá mình cũng không nghĩ kịp. Ủa nghĩ sao mà vợ hai anh chị đó là có đám cưới hỏi gì có, được không chị? Có cưới hỏi ngoài giấy tờ luôn ha. Không có giấy kết hôn. Không có giấy kết hôn. Có giấy hỏi. Công nhận ở xã này công nhận nữa. À, không có giấy kết hôn. Hai vợ chồng sống với nhau lâu chưa chị? Nhỏ là 3 tuổi nè. Là ly thân năm rồi. Là 3 năm rồi ha. Ừ. Cho 3 năm đi. Ừ. Hai người sống với nhau được 3 năm. Do cái mâu thuẫn gì đó. Anh ra tay vậy trời. Bây giờ ly thân hết năm rồi đã bỏ năm rồi. Không thương tiếc luôn á trời.
Này, nãy giờ mấy em có thấy cái hình của em chị không? À, em chưa thấy. Chút xíu nữa. Chút xíu rồi chị cho em coi đi, chị được đưa đây nó vi phạm không được. Chút xíu nữa chị Năm mua cho. Bạn quá trời. Không thể tưởng, không thể tưởng tượng nổi luôn. Còn cái người con trai lớn, bây giờ người con trai lớn là sống cùng với chị thứ ba. Còn đi học không chị hay là đi làm? Cháu còn đi học. Còn đi học. Giờ mấy cô mấy gì phụ vô lo với giờ sao giờ? Hồi lúc nãy mà em ra ngay chỗ kia người ta nói là chạy vô cái võng mà để chạy thoát mà tét cái võng luôn. Dắp té cái võng luôn. Xui đâu. Mà mình cũng không nghĩ là đâu lúc 5 giờ sáng mà không canh đâu, hay dữ vậy trời. Trời, nước thì đi lại đâu uống. Này không rình đâu hồi đời nào vậy ta. Không, bằng đêm con thấy kéo cái miếng màng này xuống là bằng đêm nó lại nó rình 2-3 lần. Nó lại nó dở ra, nó coi chừng nào nhỏ này đi nè. Rình coi chừng nào dẫn xe ra đó. Ổng đã có lần trước là ổng cũng ra tay vậy rồi, lần này vậy mình sao mình đi chỗ nào lánh mặt thời gian đi trời. Chắc mình cũng không nghĩ vậy hết chứ ha. Tại nó chỉ nói hoài mà tại nó không nghe. Chị cũng có khuyên ha. Ngại điện làm biết nhiều giác. Ở đây rồi, bây giờ không lẽ giờ con cái hình hình vậy. Này cũng cô chị hay sao? Chị bà con. Chị bà con ha. Chị mình cũng có khuyên ha. Khuyên bây giờ chị đi con cái để cho ai mà phải chịu chứ giờ sao giờ? Giờ nó cố tình, nếu bữa nay nó đâm không được thì ngày mai nó đâm nữa chứ sao vậy? Giờ nó cố tình. Mình cũng không có ngờ là nó ổng làm dữ vậy. Không, ngày thường nó đâu ấy gì biết sao. Sáng hôm qua là nó mua nửa rượu nó uống. Nó có cái hơi men trong mình nó mới dám làm cỡ đó. Thì anh này cũng lợi dụng cái phần rượu để nó làm. Bình thường thì tính tình nó như sao chị? Nó cũng hiền lắm. Mà nó nói chuyện nói gì. Bình thường là anh ở đây là một người rất hiền. Rất là hiền. Rất hiền lành. Không có nói gì tới ai hết trơn á. Mấy người lù khù đó. Lù khù nhát cái lù chạy đó chị. Mấy người hiền á. Vậy chứ có gì mà cái vấn đề mà mâu thuẫn mà nghi ngờ ghen tuông ghê lắm. Mấy anh có cái gì đó. Chút đi chụp hình ra đi ra chỗ mẹ nói chuyện nha. Đợt em đi ở Kiên Giang đó cũng ghen tuông đó. Ra tay với vợ mà cái đầu không còn luôn á. Quá trời. Ví dụ như U Bình Thường có làm không? Có coi có quay không? Cũng bị chém. Có nghe. Cũng 3 ngày nữa đám cưới bị chém đó. Dạ. Quá trời quá đất. Bây giờ sao nổi lên vụ này quá trời. Bây giờ tội nhất là bây giờ còn đứa bé nhỏ rồi, đứa kia lớn 16 tuổi thì cũng đỡ rồi, ổn định rồi. Còn bây giờ bé nhỏ lại mới có 3 tuổi nè. Giờ không biết sao luôn. Thôi cũng như là chị Kim Lì ở Mỹ nhờ em gửi chị một điều thì chị nhờ mua nhang đèn giùm chị. Rồi, em gửi lời cảm ơn chị Mỹ. Mất bình á. Em cũng chia buồn gia đình mình nha chị. Cảm ơn người ha. Rồi, cảm ơn chia sẻ câu chuyện này của bà con, có ai có đồng cảm giúp đỡ được gia đình rồi, mình nha. Mình cũng có gì. Ý là bà nói vậy nè. Thì qua video này sẽ cờ bạc gà cảm ơn đến chị Kim Minh Lì ở Mỹ đã có nhờ Bắc Bình chuyển đến gia đình 1 triệu. Chút đi vì Nam đưa tiền nha. Mua nhang đèn các bạn chị. Hỏi gì Tư túi có tiền lẻ. Một anh chị Tư ơi cho nó tiền mua vòng quay nha Tư. Kìa lại câu đạt kìa. Cho tất cả cô chú anh chị ra xa. Lấy câu đạt kìa Ngọc. Có thể mà lấy câu đạt cho tiền ta góp sức trong cái thời gian này để cho chợ 5.000 cho mua vòng quay đủ để, trời. Thứ nhất là ai biết đâu đưa đại 10.000. Trong thời gian này các bạn anh chị có sữa đồ uống các bạn anh chị. Có ai thì em không biết nói gì sao hơn thì em cảm ơn tất cả anh chị đã xem video và hãy chia sẻ giùm em rộng rãi cho tất cả cô chú anh chị ở xa nhìn thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai bé hiện tại. Dẫn em đi đàng hoàng nghe. Còn thì cha dướng vào lao lý thì người cha đã nhẫn tâm ra tay với chính người mẹ
ruột của mấy bé các bạn anh chị. Cảm ơn các bạn anh chị các bạn rất nhiều ha. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn và anh chị ở video sau ạ.